Trong thánh lễ tối nay, xin mời cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện theo cái chỉ sau. Xin tạ ơn cầu bình an cho gia đình. Xin ơn như ý, xin ơn chữa lành. Cầu cho linh hồn Phêrô, Maria, Giuse, Anna, Vincent, Lucia, Thomas. Cầu cho các linh hồn đang an nghỉ tại nhà chờ phục sinh của giáo xứ chúng ta. Cầu cho các thai nhi, các tổ tiên ông bà cha mẹ nội ngoại và các linh hồn. Và với những ý chỉ nguyện xin riêng của mỗi người trong chúng ta muốn dâng lên cho Thiên Chúa trong thánh lễ này, giờ đây chúng ta cùng nhau hiệp dâng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Ông bà anh chị em rất thân mến, Chủ nhật thứ nhất mùa chay mời gọi chúng ta hãy dốc lòng sám hối để chúng ta xin ơn tha thứ tội lỗi của Thiên Chúa và xin Ngài tiếp tục thương yêu mỗi người trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta đến với ơn cứu độ của Ngài. Trong giây phút trước khi chúng ta bước vào tham dự bàn tiệc của Đức Kitô, giờ đây chúng ta cùng nhau xét mình, sám hối và ăn năn, dốc lòng chừa những tội lỗi của chúng ta. Xin Chúa nhân lành lấy lòng thương xót mà xóa bỏ những tội lỗi cho chúng ta. Tôi thu nhận và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mới đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Lạy Cha toàn năng, hàng năm Cha ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Khi ấy, Thiên Chúa phán với ông Nô-ê và các con ông đang ở với ông rằng: Đây ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi, chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Thiên Chúa phán: Đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật ở với các ngươi cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cõi đất. Khi ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm, và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Đó là lời Chúa. Đường nào Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh từng thi. Xin chỉ cho con.
bèn thay khôn tay cho bọn thân tín. Làm sao toán tay Thiên Chúa toàn năng. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi. Đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí, người đã được phục sinh. Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm, tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa. Trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Nô-ê đóng tàu, trong con tàu ấy một số ít, cả thảy là 8 người được cứu thoát nhờ nước. Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày chiều Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, lời Chúa trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay thánh này nhắc nhở cho chúng ta, thứ nhất đó là nhắc đến cái thân phận yếu hèn của con người chúng ta. Cái điều thứ hai đó là mở cho chúng ta thấy cái diện mạo dung nhan rất là thương xót của Thiên Chúa. Và cái điều cuối cùng của lời Chúa hôm nay nhắc gợi cho chúng ta phải sống
để giữ cho tâm hồn chúng ta được trong trắng. Ở câu chuyện bài đọc thứ nhất, vào năm khoảng năm 600 thời ông Noe, chúng ta nghe ở bài đọc thứ nhất kể lại câu chuyện của thời Noe, thì chúng ta biết rồi, khi phạm tội, Adam và Eva phạm tội đó, thì vợ chồng đã có một sự xích mích với nhau. Vợ đổ lỗi cho chồng, Eva đổ lỗi cho Adam, Adam đổ lỗi cho Eva. Rồi sau đó con cái của hai ông bà cũng giết nhau, anh em giết nhau. Và chúng ta thấy Đức Chúa phán với Noe rằng, Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu xa mà thôi. Suốt ngày chỉ suy tính đến cái chuyện xấu xa ở trong lòng. Và như vậy, chúng ta thấy cái xấu xa nó xuất phát ra từ con người, từ cái lòng của con người, cái sự ham muốn của con người chúng ta. Và chúng ta thân phận là con người, chúng ta cũng giống như vậy đấy. Ở trong lòng của chúng ta, trong đầu của chúng ta chỉ toan tính những điều tội lỗi và xấu xa nó phát xuất ra. Và Đức Chúa thấy rằng cái sự gian ác của con người nó tràn lan khắp nơi trên mặt đất. Ông bà anh chị em nghĩ thử xem, khi Thiên Chúa tạo dựng muôn loài muôn vật, tạo dựng nên con người là hình ảnh của Thiên Chúa, Thiên Chúa thấy tốt đẹp biết bao, mọi sự đều tốt đẹp cả. Vậy mà giờ đây, thời ông Noe năm 600, thì Thiên Chúa nhìn thấy toàn là sự gian ác tràn lan khắp nơi. Và Đức Chúa đã phán, Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất này, và người đã buồn rầu trong lòng. Buồn lắm chứ ông bà anh chị em. Cả cái công trình tạo dựng của Thiên Chúa, cả cái gia sản của Thiên Chúa, do cái tay sự thánh thiện của Ngài đúc nên, đụng chạm đến, mặc dù chúng ta được đúc nên từ bùn đất, là cái gì nó dơ bẩn và tanh hôi, tuy nhiên bàn tay thánh thiện của Thiên Chúa đụng đến cái bùn đất tanh hôi đó. Và không chỉ như vậy mà Thiên Chúa còn thổi hơi của Ngài, cái hơi sự sống, hơi thần linh của Thiên Chúa vào trong con người. Mà giờ đây con người trở ra hư đốn như vậy, Chúa buồn lòng lắm. Chúa rất buồn lòng ở trong lòng. Và Chúa phán với Noe, ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất cũng như chim bay trên trời, vì ta hối hận đã làm ra chúng. Ông bà anh chị em thấy đau lòng. Cái công trình mà Thiên Chúa ủ ấp, Thiên Chúa đặt biết bao nhiêu những cái tâm tư, những cái thao thức của Ngài để làm nên con người, làm nên thế giới này, thì bây giờ Thiên Chúa đau lòng và Thiên Chúa muốn hủy diệt hết. Bởi vì sự gian ác tràn lan trên mặt đất. Để ra một cái quyết định như thế này, để Thiên Chúa đi đến cái quyết định là tiêu diệt hết con người cũng như súc vật, gia vật ở trên trái đất này, để đi đến quyết định này, ông bà anh chị em biết cực kỳ là khó khăn đối với Thiên Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài là đấng thánh thiện mà, Ngài là Thiên Chúa của tình yêu mà, Ngài là đấng tạo hóa mà, Ngài chỉ có biết tạo dựng thôi,
Thế mà bây giờ Ngài phải đi đến một cái quyết định phải tiêu diệt đó. Thì ông bà anh chị em biết rồi, Thiên Chúa đau lòng vì phải tiêu diệt những tạo hóa mà do tay Ngài tạo nên, chứng tỏ rằng tội lỗi nó kinh khủng lắm ông bà anh chị em, nó ghê tởm lắm rồi, cho nên Chúa không thể nào chấp nhận nổi. Và như vậy Thiên Chúa đã chọn ông Noe cùng với gia đình của ông là 8 người. Chúa phán Noe hãy đóng một chiếc thuyền, và trên chiếc thuyền đó 8 người trong gia đình của Noe được Thiên Chúa tuyển chọn. Ông bà anh chị em thấy không? Đâu phải Thiên Chúa muốn hủy diệt là hủy diệt đâu. Khó khăn lắm Ngài mới quyết định được như vậy. Và cuối cùng Ngài phải tuyển chọn lại con người tốt lành để tiếp tục sinh sôi nảy nở, để tiếp tục cái công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa bằng mọi cách để cứu lấy gia đình Noe 8 người. Thiên Chúa còn phán với Noe trong tất cả các loài dưới đất, các loài trên trời, ngươi hãy chọn ra mỗi loài một cặp mà tinh tuyền để đem lên chiếc thuyền đó. Rồi sau khi 40 ngày xong á, nước bắt đầu ngập lên và thuyền lênh đênh sau 40 ngày thì nước rút xuống. Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi loài ở dưới đất chết hết, kể cả cây cỏ, giống cây, tất cả chết hết. Còn mỗi gia đình Noe 8 người và các con vật mà Noe đã tuyển chọn đem lên chiếc thuyền. Sau khi Noe mở chiếc thuyền ra thì cái việc đầu tiên ông làm đó là gì? Là lập một bàn thờ để mà tạ ơn Chúa, để mà kính Thiên Chúa. Giờ đây con người được thanh tẩy, con người được tuyển chọn lại, một dòng giống mới của Noe bắt đầu phát triển trên mặt đất. Và như vậy Thiên Chúa đã lập một giao ước với Noe, với con người. Mà ở bài đọc thứ nhất chúng ta nghe Thiên Chúa lập giao ước với con người. Chúng ta nói đến chuyện ông Noe thì chúng ta phải nhìn lên Đức Giêsu Kitô. Bởi vì Noe chính là hình bóng của Đức Kitô. Và cái nước hồng thủy ngày xưa chính là biểu tượng của cái nước thanh tẩy mà ngày nay giáo hội dùng để thanh tẩy con cái của Ngài. Hình bóng của Noe ở trên chiếc thuyền lênh đênh 40 ngày đêm á, cũng giống như hình bóng của Chúa Giêsu ở trong hoang địa 40 ngày đêm mà bài tin mừng theo Thánh Marco thuật lại cho chúng ta. Chúng ta hãy xem Chúa Kitô ở trong hoang địa, chúng ta so sánh với ông bà Adam và Eva, chúng ta sẽ thấy Adam và Eva đó ở trong vườn địa đàng, còn Chúa Giêsu thì ở trong hoang địa. Adam và Eva cũng sống giữa các loài thú vật, và Chúa Giêsu ở trong hoang địa đó, Marco thuật lại là cũng sống giữa loài dã thú, loài dã thú ăn thịt người. Rồi trong vườn địa đàng, Adam và Eva cũng gặp Satan để cám dỗ, thì ở trong hoang địa Chúa Giêsu cũng gặp Satan để cám dỗ. Nhưng mà rồi chúng ta thấy Adam và Eva bị Satan cám dỗ, không biết có chiến đấu với Satan không, nhưng mà thất bại.
sai ông bà thất bại và đã biến cái vườn địa đàng trở thành hoang địa, trở thành một cái nơi khô cằn, trở thành một cái nơi gọi là gây ra tất cả những bất bình, những chia rẽ, những đau khổ ở trong cuộc sống. Còn Chúa Giêsu chiến đấu với Satan cám dỗ Ngài. Ngài đã thắng được Satan và đã biến hoang địa trở nên vườn địa đàng cho nhân loại chúng ta. Thú dữ, Chúa sống giữa cái loài dã thú thì dã thú đó không ăn thịt Chúa Giêsu. Còn Adam và Eva sống trong vườn địa đàng giữa các loài thú, và khi hai ông bà phạm tội thì dã thú đó trở thành mối đe dọa nguy hiểm cho con người chúng ta. Hai ông bà Adam và Eva sa ngã, bị cám dỗ sa ngã và phạm tội nên đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Còn Chúa Giêsu chiến thắng với Satan cho nên đã được các thiên sứ của Thiên Chúa đến hầu hạ. Chúng ta thấy so sánh giữa Chúa Giêsu và Adam Eva, chúng ta thấy cuộc sống chúng ta chắc chắn phải có sự chống lại, chiến đấu với sự dữ, chiến đấu với cái cám dỗ ở trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta thấy Chúa Giêsu là Chúa đấy, mà Satan nó còn dám cám dỗ thì nói chi là chúng ta. Nói gì là chúng ta. Cho nên chắc chắn trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp nhiều cái cám dỗ, nhiều lắm. Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, mọi thứ, ngay cả cám dỗ sống lâu, sống khỏe đó cũng là cám dỗ. Cám dỗ để đi tìm một cái sự sống gọi là trường sinh bất lão, chống lại cả Thiên Chúa, là đấng tạo nên sự sống. Và để như vậy đó thì Thánh Phêrô ở trong bài đọc thứ hai đó, Thánh Phêrô nói cho chúng ta lãnh nhận phép rửa. Khi chúng ta lãnh nhận phép rửa không phải là để thanh tẩy vết nhơ về thể xác, nhưng là để cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ cho tâm hồn chúng ta trong sạch. Mà giữ cho tâm hồn chúng ta trong sạch khi chúng ta biết dành thời gian của mình cho Thiên Chúa. Phải dành thời gian của chúng ta cho Thiên Chúa. Giáo hội trong mùa chay thánh mời gọi chúng ta ba việc làm mà chúng ta nghe rất quen thuộc, quen quá đi, để chúng ta có thể dành trọn thời gian cho Thiên Chúa, để cho tâm hồn chúng ta luôn được trong trắng đối với Thiên Chúa. Thì giáo hội mời gọi chúng ta hãy ăn chay. Ăn chay ở đây không có nghĩa rằng chúng ta ăn bớt, ăn giảm đi một chút, mà ăn chay của giáo hội chúng ta mời gọi đó là chúng ta phải cầu nguyện và làm việc lành phúc đức. Ngoài cái hy sinh bản thân của chúng ta, cách giảm bớt đi cái khẩu phần tiêu dùng mỗi ngày của chúng ta, để chúng ta có cái khoản phần để giúp cho việc bố thí cho người nghèo, và đồng thời phải kết hợp với cầu nguyện để gần gũi với Thiên Chúa hơn. Đó là ba cái việc lành mà giáo hội mời gọi chúng ta, để chúng ta có thể dành trọn thời gian cho Thiên Chúa, để tâm hồn chúng ta luôn được thanh tẩy, trong trắng. Ước mong sao mỗi người trong chúng ta hiểu được lời mời gọi
của giáo hội, để rồi chúng ta sống luôn luôn gắn bó với Thiên Chúa, dành trọn thời gian của chúng ta cho Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, hy sinh hãm mình trong việc chay tịnh cũng như làm việc bố thí. Con cầu chúc cho cộng đoàn chúng ta thành công ở trong việc chúng ta nắm giữ lấy ơn cứu độ của Thiên Chúa ở trong bàn tay của chúng ta. Nếu không, chúng ta không sống tốt lành, coi chừng một ngày nào đó Thiên Chúa lại nhìn xuống mặt đất này và Thiên Chúa nói rằng sự ác của chúng con đã tràn lan khắp thế giới này, và Ngài lại một lần nữa phải đau lòng, phải hủy diệt con người chúng ta đấy. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để mỗi người trong chúng ta sống đẹp lòng Chúa trong cái việc chúng ta giữ cho tâm hồn chúng ta trong trắng khi ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Tâm hồn chúng ta được thanh tẩy tất cả các vết nhơ tội lỗi để trở thành con của Thiên Chúa. Chúng ta hãy giữ cho tâm hồn trong trắng như vậy cho đến ngày chúng ta ra trước mặt Thiên Chúa. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào trong Thiên Chúa Ba Ngôi và vào trong Giáo hội Hiệp Nhất Yêu Thương. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, giờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rồi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội, tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em rất thân mến, qua bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên dân mới của Thiên Chúa cùng với lời mời gọi hoán cải, sám hối và tin vào tin mừng. Trong niềm tin tưởng vào Đức Kitô, đấng đã chiến thắng ma quỷ và sự chết,
chúng ta cùng tha thiết cầu xin. Chúa Giêsu ở trong hoang địa 40 ngày và chịu nhiều cám dỗ, xin cho hàng giáo phẩm và các vị trụ chân luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô để được gia tăng sức mạnh hầu vượt qua những khó khăn thử thách trong khi thi hành sứ vụ. Nhâm lời chúng con. Thời giờ đã mãn và nước Chúa đã đến gần, xin cho mọi khi tôi hiểu biết tích cực sống tin mừng mùa chay, qua đời sống cầu nguyện hãm mình và làm việc bác ái, hầu loan báo tin mừng nước Chúa cho con người thời đại hôm nay. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta. Xin cho các bạn trẻ đang sống giữa các những cạm bẫy của đam mê, dục vọng, biết suy niệm về cuộc sống khổ nạn của Chúa Giêsu mà can đảm chống lại mọi cơn cám dỗ, thắng vượt được những nguy cơ khiến họ phải xa lìa tình thương Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn tỉnh thức trước cơn cám dỗ theo lối sống dửng dưng của thời đại và không ngừng canh tân đời sống và tinh thần yêu thương phục vụ của tin mừng. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha, con một Cha đã nêu gương và mời gọi chúng con tiến bước trên con đường hoàn thiện. Xin thương nhậm lời chúng con cầu khẩn, cùng giúp chúng con biết tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể chiến thắng bản thân, vượt qua mọi cám dỗ, hầu giữ trọn lời cam kết của bí tích rửa tội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em chúng ta hãy cầu nguyện. Để hy lệ của tôi cũng là quân chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lệ bởi tay Cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Cha, hôm nay là Chủ nhật đầu mùa chay thánh. Chúng con dâng lên Cha những lễ vật này, cúi xin Cha vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Cha ban cho các tín hữu Cha hàng năm được hân hoan đón chờ mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn đã được thanh tẩy, để khi nhiệt tâm thi hành việc đạo đức và bác ái, nhờ năng chiều các bí tích mà được tái sinh, thì các tín hữu đạt tới sự viên mãn của ơn làm con Cha. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Cha rằng: Chúa trên cao trời, lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy băng ta ôm bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đăng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần, lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức men, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ Tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa thương ban muôn ân lành hồn xác xuống trên mỗi người trong chúng con và ban cho chúng con thêm niềm tin vững mạnh, thêm lòng bác ái,
sắc son để chúng con có thể bước đi và chu toàn cái trách nhiệm của chúng con ở trong cuộc sống. Chúng con cũng cầu xin ơn sức khỏe và ơn bình an cho các bệnh nhân và các ông bà cụ lão lớn tuổi ở trong giáo xứ của chúng con. Và xin Chúa cũng thương giơ đến các tôi tớ của Chúa là các linh hồn mà chúng con cầu xin Chúa trong thánh lễ này, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được bảo hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Du Xe Bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thân người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Ông bà anh chị em hãy trao bình an cho nhau. Xin thương xót chúng con.
đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con, đem con đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa ơi, xin Ngài chớ chấm tôi vì con yêu đuối.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Trông cậy rất thánh đức mẹ Chúa Trời, xin chưa chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thôn. Đức nữ đồng trinh hiển vinh sang lang, Chúa chúng con cho khỏi sự. Lại rất thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu, lại trai tìm cực thanh cực tịnh rất thánh đức bà Maria, cầu cho. Lại ông thánh Giuse là bạn thanh sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh. Lại các thánh tử đạo Việt Nam cầu cho chúng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa Giêsu con thờ, lạy Chúa.